Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trung An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em kết hợp 3 kiến thức đã học trong chương đại số 9. Đó là kiến thức thứ nhất, đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b. Kiến thức thứ hai, đồ thị của hàm số y bằng ax bình. Và kiến thức thứ ba là phương trình bậc 2 một ẩn và một chủ đề mới ngày hôm nay. Đó, chủ đề ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến đó là sự tương giao giữa parabol và đường thẳng. Chúng ta bắt đầu bài học. Sự tương giao giữa parabol và đường thẳng, hay nói cách khác là vị trí tương đối của parabol và đường thẳng, sẽ được xác định trên những yếu tố nào? Đây, đó là yếu tố số điểm chung của parabol và đường thẳng D. Có nghĩa là khi chúng ta biết được số điểm chung của parabol và đường thẳng, thì chúng ta sẽ quyết định được sự tương giao giữa parabol và đường thẳng. Và ngược lại, biết được sự tương giao giữa parabol và đường thẳng thì chúng ta sẽ biết được số điểm chung của parabol và đường thẳng. Đây, đó là mối quan hệ giữa hai điều này. Thì để học bài này cho dễ, chúng ta có một cái ghi nhớ. Đó là dựa vào số điểm chung của parabol và đường thẳng mà ta có được vị trí tương đối của chúng. Đây, chúng ta vào bậc 1 La Mã. Vị trí tương đối của parabol B xác định bởi công thức y bằng ax bình phương a khác 0 và đường thẳng d xác định bởi công thức y bằng mx cộng n. Thì để xác định được vị trí tương đối của p và d, chúng ta làm việc đầu tiên, đó là viết phương trình vành độ giao điểm của p và d. Thì việc làm quen với phương trình vành độ giao điểm này chúng ta đã được làm ở chương 2, đại số 9. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta áp dụng qua đây. Thì phương trình vành độ giao điểm của B và D là AX bình phương bằng MX cộng N. Và tiến hành chuyển vế, chúng ta đưa về phương trình bậc 2 AX bình phương trừ MX trừ N bằng 0. Và thầy gọi phương trình bậc 2 này là phương trình số 1. Thì cái phương trình bậc 2 số 1 này có giúp ích gì cho ta trong việc xác định vị trí tương đối của B và D hay không? Điều đó chính là số nghiệm của phương trình là số điểm chung của B và D. Đó là ghi nhớ để chúng ta biết được mối quan hệ của hai cái đồ thị này và cái phương trình vành độ giao điểm viết dưới dạng là phương trình bậc 2. Thì giờ để quyết định số nghiệm của một phương trình bậc 2 thì trong cái bài học trước chúng ta bắt buộc phải tính cho ra cái gì nè? Đó là biệt thức delta. Vậy là khi chúng ta có biệt thức delta thì chúng ta sẽ biết được số nghiệm của phương trình. Mà nếu biết được số nghiệm phương trình thì theo điều ghi nhớ trên chúng ta sẽ biết được số điểm chung của B và D. Thì nói về delta thì như chúng ta đã biết nó có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là delta lớn hơn 0. Thì lúc đó cái phương trình số 1 nó có 2 nghiệm phân biệt. Mà nếu như vậy thì B và D sẽ có 2 điểm chung. Và khi đó ta nói B và D cách nhau. Rồi, trường hợp thứ hai, delta bằng 0, thì phương trình số 1 sẽ có nghiệm kép. Mà nếu như vậy thì B và D có một điểm chung duy nhất. Và ta nói B và D tiếp xúc nha. Và trong trường hợp này, cái đường thẳng D sẽ được gọi là tiếp tuyến của parabol B. Và cái điểm tiếp xúc đó mình sẽ gọi là tiếp điểm. Rồi, bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là delta nhỏ hơn 0. Mà nếu vậy thì phương trình số 1 của mình sẽ là vô nghiệm. Vậy khi đó B và D không có điểm chung. Vậy ta nói B và D không giao nhau. Rồi, đó là 3 trường hợp của biệt thức delta để dẫn đến số nghiệm. Và từ số nghiệm chúng ta xác định được là số điểm chung của B và D. Để từ đó đưa đến vị trí tương đối của B và D. Vậy tóm lại, để xác định vị trí tương đối của parabol B và đường thẳng D, thì việc đầu tiên là chúng ta phải biết được phương trình vành độ giao điểm của B và D. Đây, được viết như sau. Rất là đơn giản em ha. Rồi, sau khi đưa phương trình vành độ giao điểm đó về thành một phương trình bậc 2, thì chúng ta tiếp tục tính delta. Để từ đó nhờ vào delta, chúng ta sẽ có các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, nếu delta lớn hơn 0, thì B và D cắt nhau. Nếu delta bằng 0, B và D tiếp xúc nhau. Nếu delta nhỏ hơn 0, B và D không giao nhau.
Và trong chủ đề này chúng ta có một bài tập cơ bản mà sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp. Đó là tìm tọa độ giao điểm của B, xác định bởi công thức y bằng x bình phương a cắt 0 và đường thẳng D xác định bởi công thức y bằng mx cộng n bằng phép toán. Đây, thì muốn tìm tọa độ giao điểm thì nói liên đến tọa độ giao điểm thì việc đầu tiên chúng ta phải viết phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Đây, như hồi nãy chúng ta đã làm ha. Đây, đưa về phương trình bậc 2, thầy cho là phương trình số 1. Rồi, sau khi có phương trình bậc 2 này rồi, chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 2 này. Chúng ta tính được x. Và x ở đây, nó là hoành độ của cái điểm chung của B và D đó. Rồi, sau khi có hoành độ rồi, chúng ta có thể thay vào parabol hoặc là thay vào D để từ đó mình tính được tung độ y tương ứng. Đây, có hoành độ, có tung độ tương ứng thì chúng ta chỉ việc trả lời mà thôi. Đây, đó là bài tập cơ bản mà sau này chúng ta thường gặp rất là nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào một bài toán. Cho parabol B xác định bởi công thức y bằng trừ 1 phần 2 x bình và đường thẳng D xác định bởi công thức y bằng x trừ 4. Câu thứ nhất, vẽ B và D trên cùng hệ trục tọa độ. Câu thứ hai, tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Câu thứ ba, viết phương trình đường thẳng D', biết D' song song với D và D' tiếp xúc B. Sau đó, tìm tọa độ tiếp điểm. Rồi, chúng ta tiến hành giải ba câu này. Rồi, câu thứ nhất, vẽ parabol B và đường thẳng D trên cùng hệ trục tọa độ. Cái bài tập liên quan tới vẽ thì chúng ta phải tìm cho ra tập xác định và lập bảng giá trị. Đúng nè. Rồi, tập xác định của B và D thì như chúng ta đã học rồi, đó là tập số thực R. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta tiến hành làm. Đối với parabol B trước. Rồi, chúng ta có tập xác định là tập số thực R, bảng giá trị. Thì ở đây parabol chúng ta sẽ tiến hành lập bảng giá trị gồm có 5 cặp giá trị tương ứng XY như trong bài học trước chúng ta đã học ha. Và lưu ý một điều ở đây. Lưu ý một điều ở đây là A của parabol này là bằng trừ 1 phần 2, do đó Y của nó sẽ nhỏ hơn bằng 0 hết. Tại vì hệ số A là âm. Vì dẫn đến là Y sẽ nhỏ bằng 0. Rồi, vậy chúng ta xong parabol. Bây giờ chúng ta qua đường thẳng D. Rồi, đường thẳng D. Thì đường thẳng chúng ta chỉ cần xác định 2 điểm thôi. Do đó trong bảng giá trị chúng ta chỉ cần lập 2 cặp giá trị tương ứng XY. Được chưa? Và giá trị đầu thường thường là chúng ta lấy X bằng 0 để chúng ta xác định cái tung độ gốc là trừ 4. Rồi, X thứ 2 là bất kỳ chúng ta chọn. Ở đây thì chọn X bằng 2. Thì từ đó thì dẫn đến là Y tương ứng là trừ 2. Và thầy đã có các điểm ha. Thông qua các bạn các điểm của cái đồ thị B và các điểm của đường thẳng D. Rồi bây giờ thầy tiến hành vẽ các điểm đó trên mặt phẳng tọa độ. Rồi, đối với parabol B thì gồm có 5 điểm. 1, 2, 3, 4, 5 như trên hình vẽ. Rồi, đối với đường thẳng D thì có 2 điểm. 1, 2. Rồi bây giờ thầy tiến hành vẽ parabol B trước. Rồi, thì do đây hệ số A của nó là bằng âm 1 phần 2. Do đó, cái parabol này phải nằm phía dưới trục vành. Giống như bài học cũ chúng ta đã được học. Rồi, bây giờ qua đường thẳng D. Thì đường thẳng D này sẽ đi qua 2 điểm. Điểm thứ nhất là 0 trừ 4 và điểm thứ hai là 2 trừ 2. Rồi, như thầy đã vẽ được đồ thị B và D trên cùng hệ trục tọa độ. Rồi, câu cơ bản. Thầy hy vọng các em sẽ làm luôn luôn làm đúng câu này. Rồi, bây giờ mình qua câu thứ hai. Tìm tọa độ giao điểm P và D bằng phép toán. Thì hồi nãy mình có hai cái bảng ghi nhớ. Một bảng ghi nhớ là xác định vị trí tương đối của B và D. Và một bảng ghi nhớ là dùng để liên quan tới bài tập là tìm tọa độ giao điểm. Thì ở đây mình sẽ liên quan tới bảng nào? Bảng thứ nhất hay bảng thứ hai? Chắc là bảng thứ hai rồi. Thì theo bảng thứ hai hướng dẫn, mình làm việc đầu tiên là mình phải viết phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Vậy chúng ta tiến hành viết phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Chuyện này dễ ha. Vậy chúng ta có phương trình hoành độ giao điểm là trừ 1 phần 2 x bình bằng x trừ 4. Và sau đó chúng ta đưa về phương trình bậc 2.
Ở đây thầy thấy chuyển vế trừ 1 phần 2 x bình qua bên bên phải thì nó đơn giản hơn. Do đó thầy đưa về phương trình bậc 2 như trên màn hình ha. Rồi sau khi có phương trình bậc 2 rồi thì theo hướng dẫn bước thứ hai là mình làm gì? Giải phương trình bậc 2 đó. Rồi thì bây giờ thầy giải nhanh phương trình bậc 2 này, thầy tìm được hai nghiệm là nghiệm thứ nhất bằng 2, nghiệm thứ hai bằng trừ 4 bằng cách là áp dụng công thức nghiệm mà trong bài học trước chúng ta đã học ha. Rồi việc này các em sẽ làm được. Rồi sau khi có được tính được x rồi, bây giờ mình qua bước thứ ba là thay cái x tìm được vào b hoặc d. Rồi ở đây thầy thấy thay vào d nó đơn giản hơn, do đó thầy thay vào d. Thì là x1 bằng 2 thì y1 sẽ bằng x1 trừ 4. Rồi thầy lắp x1 vô, thầy tính được y1 là trừ 2. Rồi kế tiếp x2 bằng trừ 4, thầy vẫn thay vào đường thẳng d. Vậy là y2 bằng x2 trừ 4 bằng trừ 4 trừ 4 bằng trừ 8. Vậy là thầy đã tìm được vành độ và tung độ của các giao điểm này. Vậy từ đó tiến hành trả lời. Vậy tọa độ giao điểm của B và D là 2 trừ 2 và trừ 4 trừ 8. Rồi, bây giờ mình kiểm tra lại trên hình vẽ của mình có đúng không? Rồi, kiểm tra trên hình vẽ của mình có đúng không ha? Rồi, quan sát kỹ trên hình vẽ. Rồi, giao điểm thứ nhất, 2 trừ 2. Đây, giao điểm thứ nhất này, là chỗ hai hàng này cắt ngang đây. Rồi, thầy đo vàng lên cho mình thấy ha. Dấu chấm màu đỏ đó. Rồi, đúng, x bằng 2. Y bằng trừ 2, rồi chính xác. Rồi giao điểm thứ hai, đây thầy tô vàng lên cho em thấy nè. Rồi x bằng trừ 4, y bằng trừ 8. Rồi thì sau này chúng ta hình thành thói quen ha. Thì sau khi mình giải hình xong, khi mình tìm được tọa độ giao điểm của B và D rồi, thì mình kiểm tra coi giữa các giao điểm của mình tìm được đó với cái hình vẽ của mình có chính xác không. Rồi nếu có sai sót gì chúng ta chỉnh lại cho hoàn thiện ha. Đây, đó là câu B. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành qua câu C. Câu C yêu cầu mình viết phương trình đường thẳng D phẩy, biết đường thẳng D phẩy này song song với D và đường thẳng D phẩy này tiếp xúc với B. Rồi sau đó mình tìm tọa độ tiếp điểm. Đây, cái việc làm quen thuộc với mình là viết phương trình đường thẳng D phẩy. Thì câu đầu tiên mình thường mình ghi là gì? Phương trình đường thẳng D phẩy có dạng là y bằng mx cộng n, mà lúc trước mình thường nghĩ là y bằng x cộng b đó. Thì giờ để tránh nhầm lẫn với phương trình bậc 2 thì sẽ là chuyển qua là y bằng mx cộng n đi, để khỏi nói ab ab rồi nó cứ trùng lặp với nhau ha. Vậy là thầy xác định là phương trình đường thẳng d phẩy có dạng là y bằng mx cộng n. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai cái giả thiết người ta cho nè, hai giả thiết D phẩy song song D, D phẩy tiếp xúc B để mình xác định cho ra cái hệ số góc M và cái tung độ góc N này là bao nhiêu. Được chưa? Rồi bây giờ mình sử dụng cái giả thiết thứ nhất là D phẩy song song với D. Rồi ôm lại chút xíu về bài học cũ. Rồi nếu hai đường thẳng mà song song với nhau thì theo bài học cũ ở chương 2 đại số 9 thì mình có lúc đó là gì? Hệ số góc nó sẽ bằng nhau và tung độ góc của nó khác nhau. À, hệ số góc ở đây cứ là M nè với A nè. Còn tung độ góc là N với B nè. Được chưa? Rồi. Nắm được rồi ha, kiến thức đã học cũ chúng ta có. D phẩy song song với D xác định đổi công thức y bằng x trừ 4. Rồi, vậy thằng D có A là 1 và B là trừ 4. Rồi, vậy theo ghi nhớ trên chúng ta dẫn đến là M bằng 1 và N khác trừ 4. Vậy từ đó chúng ta bước đầu xác định được phương trình của đường thẳng D phẩy như sau. Y bằng X cộng N với điều kiện N phải khác trừ 4. Rồi, vậy là chúng ta đã sử dụng cái giả thiết thứ nhất để tìm ra được cái hệ số góc M là 1. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái tung độ góc coi nó là bao nhiêu. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ coi chúng ta còn giả thiết nào chưa sử dụng. Đó là giả thiết thứ hai, D phải tiếp xúc với B. Rồi, D phải tiếp xúc với B thì đây là liên quan tới vị trí tương đối giữa parabol và đường thẳng
đúng không? Thì chúng ta có một cái bảng ghi nhớ. À, trong phần trước chúng ta có bảng ghi nhớ, đó là vị trí tương đối giữa parabol và đường thẳng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa bảng vào bảng ghi nhớ này để chúng ta giải câu C. Thì việc đầu tiên thứ nhất là chúng ta sẽ viết phương trình vành độ giao điểm của B và D phẩy. Được chưa? Thì B hồi nãy mình có là trừ 1 phần 2 x bình. À, còn D phẩy của mình đây là y bằng x cộng n với n khác trừ 4. Vậy mình có phương trình vành độ giao điểm của hai hàng này. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển về phương trình bậc 2. Thì ở đây thầy thấy là trừ 1 phần 2 x bình. Nếu chuyển qua bên phải thì nó trở thành là 1 phần 2 x bình. Thì dễ làm hơn. Do đó thầy chuyển nó qua bên phải. Đây, như trên màn hình chúng ta thấy. Vậy thầy có cái phương trình bậc 2 là 1 phần 2 x bình cộng x cộng n bằng 0. Rồi, để cho dễ làm nữa. À, thì thầy thấy mẫu nó có mẫu là 2. Vậy thầy quay về lớp 8, thầy sẽ quy đồng mẫu cả hai với. Để thầy khử cái mẫu này đi. À, chỉ mẫu chung hai với này là 2. Rồi, vậy anh thứ nhất nhân 2. Anh thứ nhất mà nhân 2 thì trở thành là x bình. Anh này nhân 2 trở thành 2x. Anh thứ ba nhân 2 trở thành 2n. Anh 0 nhân 2 vẫn là 0. Vậy là mình có được cái phương trình bậc 2. Đây, cái phương trình bậc 2. À, và chúng ta xác định được ba hệ số phương trình bậc 2 này là A thì bằng 1, B bằng 2 và C bằng 2n. Rồi, vậy chúng ta xong bước thứ nhất, đưa được về một cái phương trình bậc 2 liên quan tới phương trình vành độ giao điểm của B và D phẩy. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục là theo hướng dẫn chúng ta sẽ đi tính delta. Rồi, delta mình là B bình trừ 4AC. Rồi, lắp vô, lắp các số liệu ABC mình mới xác định ở trên. Vậy mình có được là delta của mình bằng 4 trừ 8N. Được chưa? À, thì bây giờ nãy giờ mình chưa sử dụng cái giả thuyết D phẩy tiếp xúc B đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái giả thuyết D phẩy tiếp xúc B để mình tìm coi cái trung độ gốc N này là bao nhiêu. Được chưa? Rồi bây giờ sử dụng giả thuyết B và D phẩy tiếp xúc. À, tiếp xúc thì ở đây mình có B và D tiếp xúc thì delta bằng 0. Vậy ở đây B và D phẩy tiếp xúc với nhau. À, trong bảng mình ha. Trong bảng mình là B và D phải tiếp xúc nhau. Thì theo bài học là delta phải bằng 0. Được chưa? Và delta ở đây mình tính là nhiêu? 4 trừ 8N thì tương đương với là 4 trừ 8N của mình bằng 0. Vậy từ đó dễ dàng tìm được N bằng 1 phần 2. Và ở đây thầy ghi chữ nhận. À, lý do tại sao? Tại vì đây mình có điều kiện là N phải khác trừ 4. Mà thầy tìm được N bằng 1 phần 2. Vậy đúng quá rồi. Vậy là thầy nhận. Nắm được chưa? Vậy là có N rồi. Vậy mình xác định được là đường thẳng D phẩy của mình là có phương trình là y bằng x cộng 1 phần 2. Rồi, vậy là mình xong được cái việc là tìm phương trình đường thẳng D phẩy sau khi sử dụng hai cái giả thiết nó cho. À, giờ còn một chuyện nữa trong cái câu này là tìm tọa độ tiếp điểm. Tức là phải tìm cho đao vành độ và trung độ của cái tiếp điểm này. Vậy thầy đốm em mình sẽ tìm được vành độ hay trung độ chứ? Rồi, sau một thời gian suy nghĩ thì chuyện dĩ nhiên là mình sẽ tìm được vành độ trước. Căn cứ vào đâu? À, căn cứ vào cái giả thiết này nè. B và D phải tiếp xúc nhau thì delta bằng 0. Mà nếu delta bằng 0 thì theo cái phương trình bậc 2 này nè. Phương trình bậc 2 này nè, đó, giờ đánh dấu lên nè. Được chưa? Nó sẽ có nghiệm kép. À, vậy từ đó mình sẽ tính được cái nghiệm kép của phương trình bậc 2 này. X1 bằng X2 bằng trừ B trên 2A. Rồi, thế số vào, tính toán ra là trừ 1. Thì là mình đã có vành độ của tiếp điểm là trừ 1. Vậy từ đó tìm trung độ trở nên dễ dàng bằng cách là mình thay vào D phẩy hoặc là B. Thì ở đây thì thấy thay vào D phẩy đơn giản hơn. Do đó thầy thay vào D phẩy, thầy tìm được đáp số là y bằng x cộng 1 phần 2 bằng trừ 1 cộng 1 phần 2 là trừ 1 phần 2. Vậy thầy tìm được trung độ của tiếp điểm là trừ 1 phần 2. Vậy từ đó tọa độ tiếp điểm sẽ là trừ 1 trừ 1 phần 2. Được chưa? Rồi, vậy là mình đã tìm được tọa độ tiếp điểm, kết thúc câu C. Nhưng mà giờ để cho chắc thì thôi, mình thử kiểm tra lại cho hình vẽ của mình có đúng không nha. Thì đây là cái hình thầy vẽ thêm để mấy em thấy, minh họa cho mấy em hiểu thôi. Thì lúc làm bài chúng ta không cần phải vẽ hình ở câu này, ở câu C ha. Rồi, thầy cho câu C, hình vẽ câu C. Đây,
Đường thẳng D' của mình là cái đường này. Đường thẳng D của mình đường này. Giờ trên hình vẽ mình thấy đúng hai cái đường thẳng này sao? À, song song với nhau. Đúng chưa? Rồi, quá đúng. Rồi, cái thứ hai. Tiếp điểm ở đây là -1/2. Tiếp điểm là điểm tiếp xúc. Rồi, đúng rồi. Nó tiếp xúc với nhau nè. Được chưa? Rồi, mình coi nha. Quanh độ là bao nhiêu? -1. Đúng, -1. Trung độ bao nhiêu? -1/2. -0.5. Rồi, đúng rồi. Vậy là câu C của mình đã giải một cách chính xác rồi ha. Rồi, thì đó là ba câu trong một cái bài tập áp dụng để biết cách áp dụng hai cái bảng ghi nhớ trong cái bài sự tương giao giữa parabol và đường thẳng. Thì thầy hy vọng là qua cái bài tập cơ bản này, các em đã biết cách sử dụng hai bảng trên và nắm được các kiến thức của nó trong cái chủ đề mới ngày hôm nay. Thì cũng giống như trong các bài học trước, sau khi học xong, hiểu rồi thì phải nhớ để sau này vận dụng. Thì ở đây thầy cho ghi nhớ hai cái bảng. Một cái bảng xanh lá cây liên quan tới sự tương giao giữa parabol và đường thẳng. Và một cái bảng màu xanh dương là liên quan tới bài tập cơ bản là tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng. Rồi, học xong bài này phải nhớ hai cái bảng này ha. Nhưng mà hôm nay thầy lại muốn em lại ghi nhớ một điều quan trọng nữa. Đó là ghi nhớ sau đây. Trong giai đoạn này, ở nhà tránh COVID, nhưng không được lazy, mà phải study và luôn giữ mình healthy. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.